Hôm nay có hay là cô bác cũng là bà con của bà con trong họ tộc. Mày hai người mày trong họ tộc. Dạ. Ảnh của gia đình của cô Hiếu và cô Hiền quý vị. Dạ, xin lỗi bác là đại diện là bác. Bác. Em của cái ông đi. Em của ông đây hả? Ừ. Dạ dạ. Em của ông con chú. Em con chú à? Dạ. Em chuẩn bác. Thì hôm nay thì cũng có bác tới đây cũng đại diện cho gia đình để mà chứng kiến cái việc mà dọn dẹp vệ sinh trong nhà quý vị. Thì sợ là trong nhà có cái gì đó, có tiền bạc hay gì đó thì cũng có bác với lại O là chứng kiến giùm cho mấy anh em chúng con. Tuổi là chị con bậc ruột. Dạ, chị con bậc ruột đó. Thì cũng có chứng kiến rồi, cũng có nhờ bên chính quyền địa phương cũng có mặt ở đây để mà giúp cho anh em chúng tôi dọn dẹp vệ sinh một cách an toàn nhất quý vị. Thì đây là... Ủa, có gì anh chị? Có mấy anh em tới dọn chưa? Có người đây. Có người rồi đúng không? Có người tới. Thì anh em chúng tôi cũng có thêm một vài người dọn vệ sinh quý vị. Dạ, dạ. Thì cũng có là bên công an xã cũng có mặt ở đây. Đó. Rồi trưởng thôn nữa quý vị. Dạ bác, vậy là giờ là dọn hết cái này bác ha, dọn mọi thứ ở đây bác ha. Dọn hết. Dạ dạ. Rồi cái nào mà không được thì chắc đem đốt bác ha. Dạ, đốt hết. Dạ dạ. Cái nào khảo quân nên là có như bò bố nọ hết á. Sao dạ, dạ. Nó trong sạch sẽ, mất vệ sinh quá. Dạ dạ dạ. Trong thời gian mất vệ sinh quá đấy. Dạ. Ủa mà sao trước giờ là không có dọn cái này bác? Ví dụ như mình thấy như thế này ở đây là tại sao mà do không vì bà thì có như về hai đứa con. Yeah. Nhưng mà cái tính của bà là có như là bà cứ chửi này kia, nó họ không anh em tới cùng trên này thôi. Dạ dạ. Dọn cũng được. Dọn cũng được đúng không? Dọn cũng được. Yeah. Con cũng được biết là chính quyền địa phương ở đây cũng rất là nhiều lần giúp đỡ gia đình, nhưng mà cô cũng cố chấp đúng không? Không có hợp tác nên như là chính quyền cũng không thể nào giúp được đúng không chú? Đó bác. Từ khi xây dựng nhà nó xong đến làm lễ khánh thành rồi trao nhà trao đồ rồi bàn ghế điện đài rồi có như cũng là đến khi mà ba là có như thời gian bỏ đó. Dạ dạ. Có nghĩa là làm cái nhà mới này đây quý vị, thì tôi cũng xin chia sẻ đến quý vị một chút ha. Thì đây là cái nhà cũ của cô này. Đó. Nhà cũ của cô lúc xưa đây. Cô ở đây đây nha quý vị. Thì khi mà được chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh của cô khó khăn đó, thì chính quyền cũng giúp cho cô xây một cái nhà như thế này đó quý vị. Nhưng mà ban đầu là chính quyền xây giúp cho gia đình cô rồi đó, nhưng mà cô không có vô đây để ở quý vị. Đó. Nên là một số bạn nói là ủa sao chính quyền ở đây không giúp gia đình. Nhưng mà thật sự quý vị, nếu mà nó thật sự là nói rằng á, mình được biết á, thì chính quyền ở đây giúp gia đình cô rất là nhiều. Nhưng mà do là cô cũng hơi cố chấp nên là nhiều lần giúp đỡ, cũng có đưa cử người bên hội phụ nữ là cũng có người để đưa cho bé bé Hiền lúc xưa á, là bây giờ là bé Hiếu nha quý vị, vì trong cái hộ khẩu á, cái giấy hộ nghèo á, là bé Hiền thành bé Hiếu mà bé Hiếu thành bé Hiền. Thì cũng chia sẻ với quý vị rằng á, là hội phụ nữ cũng đã giúp gia đình bé để đưa cho bé đi học đó, nhưng mà cô không có cho bé đi học. Thì cái trường hợp này xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi quý vị. Nhưng mà ở đây thì kể cả là anh em trong họ tộc cũng như bà con ở xóm, chính quyền ở đây cũng chịu thua cái tính cố chấp của cô đó. Nên là hôm nay thì có sự giúp đỡ của anh chị miền Nam cũng như rất là nhiều bà con đồng hành cùng với tôi, cũng đã cùng hỗ trợ để mà giúp đỡ cô, để đưa cô đi bệnh viện, cũng như giờ nhờ cậu để đưa đi bệnh viện. Thì hôm nay cô đã ở bệnh viện để mà điều trị bệnh quý vị. Thì hôm nay thì anh em chúng tôi đến đây để dọn dẹp nhà cửa cho cô. Ôi, quá chừng chừng. Ảnh còn khẩu trắng à? Lấy khẩu trang vô cho nó đỡ. Khẩu trắng. Dạ dạ. Lấy khẩu trang mình cho ảnh luôn đi. Lấy khẩu trang. Đâu thì chưa phạm ở đây không? Đó, bánh kẹo. Bánh kẹo để dành đi. Quá chừng chừng rồi đây. Đó, quý vị nhìn thấy không?
quá chừng chừng đồ luôn quý vị. Như thế này đây mà để trong nhà làm gì không biết nữa. Nó quần áo này. Ôi, hôi dữ lắm quý vị ạ. Đó, quý vị nhìn thấy không? Đó, quý vị thấy không? Giờ là một đống rác nữa quý vị. Ôi chết rồi. Trời ơi, quý vị nhìn thấy không? Cái nhà vậy đó. Ô, đập cái đó, không lấy cái rò cấm, không lấy cái đấy, như bật đi hù chứ trống rồi. Giờ đi thôi, cũng ngủ được. Đó, quý vị nhìn thấy không? Đó, chó mèo nó ị nè. Chó mèo lo lắm. Ô, xin trời. Cái dương này là chắc là bỏ đây chứ không thể ngủ được đâu. Mục này rồi. Đấy. Cái dương này chắc mục đó chủ ha. Mục không? Con dương này còn thâu, con chắc đấy. Rồi giờ đi ngủ được đó. Ngay để cho má thẩm cho một chung lại cho nó xài nó ngủ. Thôi ra nó chụp ra. Chú ạ. Chú em mời chú ra ngồi ngồi nó uống nước chờ chú đi chú ơi. Chú cũng đuối rồi. Dạ dạ uống nước. Rồi uống nước mấy cái anh đây. Trời cho anh hồi. Quý vị nhìn thấy này. Ồ, có phân chó không đồ nó ị này, dơ quá thằng dơ này quý vị. Thế này đâu mà sao ở được quý vị thấy không? Đây, dọn ra một đống như thế này rồi này quý vị. Ồ. Còn cái trong kia còn đóng rồi kìa, tôi đứng đây thôi chứ còn không vô nữa. Ông gì lặng tắm rửa cho ông đi, ông hôm gà ông bị chùi dập quá rồi. Quá chừng chừng. Ôi trời ơi. Dĩ lạc rồi. Phải lấy kì kì chứ đó. Tiền đô rồi. Ủa tiền đô rồi, đâu rồi? Ủa phải đây là ấm phù. Ông thủ à? Giờ không được. Để cái ba đệ đây làm gì nữa? Có phải điện thoại không? Điền lên nó cho lên xe đi đồ rác. Dạ. Có lại lợi có tiền thưởng, tiền thực sẵn. Ừ, rồi địa phụ địa phụ. Địa phụ rồi. Dạ. Có trừ trà bạc hết. Điền đồ ông thủ à? Ừ, ông phù hết. Ông phù hết. Chắc cái này là đi ngoài đường là thấy lượm này. Đó đó, người ta họ quăng đi đi xe đám ma gì đó. Người chắc là thấy thằng hiệu lại đây. Ừ. Đi phụ này, đi phụ. Đổ rồi. Lúc này em cảm phải em từ con đổ thật chứ. Vợ thằng nhỏ này. Đó. Quý vị nhìn thấy một đống rác này quý vị thấy có tởm không? Ở đây. Nhưng mà chưa dọn xong quý vị. Còn rất là nhiều trong nhà góc quý vị. Thôi. Yeah. Mới góc rồi đấy. Mới một góc chú. Con đúng luôn nè. Cô ói luôn nè. Đó có thấy không quý vị, cô ói luôn nè. Đó, tôi nói thật quý vị biết như vậy đó, phụ nữ tới ai không ai chịu nổi đâu quý vị ạ. Chết luôn chứ phải chơi đâu quý vị. Tôi nói thật sự là không thể nào tưởng tượng được cái cảnh như thế này mà sống được. Đó này, tôi nói thật với quý vị là cô ói luôn này, ói quả đóng luôn này. Chứ không phải là tôi nói với quý vị bình thường đâu. Đó. Hai cô này tới mà ói luôn, chịu không nổi luôn rồi quý vị. Đó, như vậy đó quý vị. Quý vị nghĩ sao quý vị? Ghê thiệt. Như thế này mà sao sống nổi được. Chỗ này là chỗ em Hiếu, em đó. Hiền nó nằm ngủ nè. Đó, em Hiền nằm ngủ ở chỗ vậy đó quý vị thấy không? Quý vị có thấy tởm không? Ui cái con gì mà đùng 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 ghê. Dạ dán dạ. Dán hả? Dạo em dạng dần cổ ấy. À. Chứng cho nó nằm. Từng dạng một đau dạng một đó rồi. Vậy đó mà sao nó nằm nó không bị sao hết trơn hay gì? Đó là một thức màu á. Quá là ghê lắm. Quý vị nhìn thấy này, đây. Quý vị nhìn thấy cái chỗ ngủ của em Hiếu này quý vị. Dạ. Dần dần cỏ nó nè, có lúc nhúc kia. Đó. Đây vậy đó mà nó ngủ giờ này đó quý vị nằm thấy cho bé Hiếu ngủ giờ này đây, bé Hiền này. Bé Hiền này đứa anh đây. Trời ơi. Cái cô đó. Nói cô đó là có người khác ta mua rồi.
Đó, cô này giờ mua xong là khỏe rồi. Ôi trời ơi, quá chịu không nổi ha. Đó, quý vị nhìn thấy không? Một bãi chiến trường rác đây quý vị. Cái này dọn một phần thôi, còn lại ngày mai dọn tiếp quý vị ạ. Đỡ tương đối rồi. Một bãi chiến trường. Dọn cái nào mà thấy còn xài được á, để lại giùm em ha, tại vì tụi em tiết kiệm cái khoản mà tụi em phải đầu tư nữa ha. Bây giờ đang ngon chưa? Chùa chú tiền gì đây? Ừ. Cái tay của dân thường đâu? Khiếp thiệt cái chứ gì? Sắt rồi gì ở đâu vậy? Để lẫm thôi, gặp thì lẫm thôi chứ. Bây giờ nó đỡ mùi đó cũng vậy. Đỡ rồi, nắng nó nãy giờ. Coi coi nè, đồ ăn nè. Hay là mạnh thường giúp đỡ cho đây. Cho quý vị là vì sao mà anh em tôi hơi lớn tiếng chỗ đó đó nè. Đường muối, đây là đường này cũng bị bỏ nè, nên là cái sự giúp đỡ của quý vị coi như là đổ sông đổ biển thôi, sông cốc thôi đó. Đấy, chúng ta muốn giúp là giúp cái đó đấy quý vị ạ. Ôi trời, hơi quá chịu không nổi, đi ra ngoài đi, đi ra, đi ra, đi ra Hiếu ơi, đi ăn cơm coi. Bây giờ anh em tôi đi ăn cơm quý vị. Quá chị gán giúp em là cái này được, để lại xài bữa con lên được.